Thái Lan trấn an về chương trình phát tiền cho dân. Thứ trưởng Tài chính lâm thời Yulavun nói chưa có thay đổi với chương trình phát tiền cho người dân. Sau khi Thủ tướng Swetha bị bãi nhiệm, Thứ trưởng Tài chính Thái Lan lâm thời Yulavun Amonviva ngày 15 tháng 8 cho biết đảng Pheo Thai vẫn nắm vị trí chủ chốt trong quá trình thành lập chính quyền liên minh mới, nên chương trình phát tiền mua sắm cho người dân, vốn là chính sách trọng tâm của đảng này, sẽ không thay đổi. Ông Yulavun khẳng định thời điểm này chưa có thay đổi nào với chương trình phát 10.000 bạc, 276 đô la Mỹ, vào ví điện tử cho mỗi người dân đủ điều kiện để kích thích kinh tế. Thứ trưởng Tài chính lâm thời kêu gọi người dân không xóa ứng dụng Than Rác, nơi mọi người sẽ nhận được tiền từ chính phủ. Tuy nhiên, ông Yulavun cũng lưu ý đảng Pheo Thai sẽ để tân thủ tướng công bố chính sách của chính quyền mới trước quốc hội. Sau khi đắc cử hồi năm ngoái, ông Swetha Thavisin tuyên bố mỗi công dân từ 16 tuổi trở lên ở nước này sẽ nhận được 10.000 bạc, theo đúng cam kết mà đảng Pheo Thai của ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 14 tháng 8 ra phán quyết bãi nhiệm ông Swetha vì bổ nhiệm một bộ trưởng từng ngồi tù. Ông Swetha chấp nhận phán quyết của tòa và rời khỏi chức vụ ngay lập tức. Việc ông Swetha bị bãi nhiệm khiến nhiều người dân Thái Lan lo ngại chương trình phát tiền cũng bị hủy bỏ theo. Hạ viện Thái Lan 10 giờ sáng mai sẽ họp để bỏ phiếu bầu tân thủ tướng. Để trở thành tân thủ tướng, ứng viên cần nhận được sự ủng hộ quá bán từ 493 nghị sĩ trong Hạ viện, tức giành được tối thiểu 247 phiếu bầu. Nếu không có ứng viên nào đạt được số phiếu này, Hạ viện sẽ tiếp tục họp và lặp lại quy trình bỏ phiếu. Truyền thông Thái Lan đưa tin cựu Bộ trưởng Tư pháp Chaikam Nitisi, 75 tuổi, sẽ được đảng Pheo Thai đề cử làm ứng viên thủ tướng. Liên minh 11 đảng của Pheo Thai đang nắm 314 ghế tại Hạ viện. Do đó, ứng viên của họ được cho là sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc được bầu làm thủ tướng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.